Okay. Xin chào, đây là chiếc Insta 360 độ Pro 2, một cái con cam 360 độ hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Và cái thiết bị này đã được rất nhiều hãng nổi tiếng sử dụng, đặc biệt là trong đó có Google, nhất là Google Street Light thì Google đặc biệt là sử dụng rất nhiều cái thiết bị này. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem ở trong nó có gì. Ok, còn nguyên, tất cả còn nguyên. Wow. Ở trên đầu chúng ta sẽ thấy một bộ này là Insta 360 độ Farsight, tức là bộ này là một bộ điều khiển cho chiếc camera 360 độ này, và nó có hai bộ phận, tôi đoán vậy. Chiếc điều khiển này có cho phép gắn một chiếc điện thoại thông minh lên trên này, thì chúng ta sẽ thử nó sau. Ok, rất là đẹp, hoàn thiện của những chiếc thiết bị này rất là đẹp. Thiết bị này cũng có giá là hơn 5.000 đô. Ok, trong này xem có gì nào. Vâng, đây là thiết bị chính của chúng ta đây. Wow, chúng ta còn một cái thùng nữa, chúng ta còn một cái thùng nhỏ trong nữa. Đây chính là chiếc Insta 360 độ Pro 2, tức là đời mới nhất của hãng Insta 360. Tôi sẽ mở hộp chiếc này ra. Phải nói là hoàn thiện của những thiết bị này rất là tuyệt vời, bởi vì chúng là một cái dòng máy 360 độ đắt tiền, khá là đắt tiền. Wow, phải nói là rất là ấn tượng. Phải nói là rất là ấn tượng với cả chiếc Insta 360 độ này. Đây là một chiếc thùng chuyên dụng của nó luôn. Thì với cái chiếc Insta 360 độ này là một chiếc camera 360 độ và rất là to, thì hãng Insta có trang bị một cái hộp cứng đựng như này, thì đảm bảo là nếu mà di chuyển xa thì sẽ rất là an toàn đấy. Nó khác với đời trước một chút. Rồi. Ok, phải nói là rất là đẹp, đúng không? Chiếc này thì cũng khá giống cái đời trước. Tuy nhiên thì đời trước thì chúng tôi trước đã dùng rồi thì nó cũng hơi nhỏ hơn. Chiếc 360 độ đời 2 này phải nói là rất đẹp. Các hộp phụ kiện của nó đây. Đây là pin. Đây có 2 viên pin ở trong hộp. Đây là các hộp dây kết nối. Đây cũng là một dạng dây kết nối của là thiết bị chính của chúng ta, thì nó đây. Đây rồi, ok. Đây là chiếc Insta 360 độ đời 2. Cực kỳ đẹp luôn. Ok. Đây, cho nó tương phản tốt đi. Ok. Ok, toàn thiết bị này thì hoàn thiện rất là tốt. Toàn bộ chiếc camera này tôi thấy là hoàn thiện rất là tốt, và nó được làm bằng thép hoặc là nhôm, kim nhôm, rất là lạnh tay và chắc chắn. Thì thời gian tới thì chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để review cái thiết bị này hơn. Ok, cảm ơn các bạn.